Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn hai bộ phân tần Nhật, ship từ Nhật về các bạn nhé. Đây là những bộ phân tần đập thùng Nhật bãi. Bộ thứ nhất là bộ Yamaha NS690. Đây là bộ phân tần có tụ dầu và những quận cảm rất là to các bạn nhé. Và đây có một cái bảng này để các bạn có thể là dùng một âm ly để mình chơi từng đường tiếng một nhá. Này, đây là low này, mid này, chép này. Mình có thể là chơi riêng biệt từng âm ly một cho từng giải tần một các bạn nhé. Mình chỉ việc tháo cái này ra, nhấc con này ra là tách rời, cái kia là mình đấu luôn âm ly ở đây, là mình muốn chơi giải nào thì mình đấu vào giải đó. Còn nếu không thì mình bắt như thế này là mình chỉ cần một âm ly là sẽ đánh chơi được hết. Đây các bạn xem, đây là bộ phân tần Yamaha NS690. Đây, con cảm đây. Yamaha NS690-13471. Đấy là series các bạn nhé. Mình đã test hoàn hảo rồi nhá. Nó test hoàn hảo, các đường ra của âm thanh là hoạt động tốt. Bộ phân tần này còn rất là đẹp các bạn ạ. Và đây, 4 quả xeo chỉnh đây. Và ra 2 thì vẫn còn là... Đây, liền vào đó nhé các bạn. Đây là bộ phân tần bát 30, 3 đường tiếng. Bộ phân tần Yamaha NS690 này mình xin giao lưu với giá 1.850.000 các bạn nhé. Và tiếp theo là bộ phân tần Pioneer CFF900. Đây là một bộ phân tần nằm trong thùng loa bát 30 các bạn nhé. Hai chép, một mic, một bát. Thùng loa này dùng hai loa chép. Đây các bạn, và mình đã test hoàn hảo các đường ra nhé. Đó, Pioneer model là CFF900. Bộ phân tần là mình đã test hoàn hảo rồi. Các đường ra âm thanh là đã hoạt động tốt, gồm hai xeo chỉnh đây để chỉnh 3 mic và chép. Bộ phân tần Pioneer có model là CFF900 này mình xin giao lưu với lại giá là 1.650.000 các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu xin liên hệ với mình Hải Hà Audio, số điện thoại là 0967165168, mình ở Biên Hòa, Đồng Nai các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu thì xin hãy liên hệ với mình. Video mình xin kết thúc ở đây. Xin thân ái, chào các bạn.